phố ở trong làng và một cây hoa phượng đỏ rực rỡ luôn, đẹp. Nhà cây phượng to nhất làng Hạ đây rồi. Dạ vâng, hôm nay đi lắp bàn thờ tại làng Hạ Triểu, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương. Và nhà có cây phượng gọi là rất là đẹp. Cây phượng thì là của chung của làng, nhưng mà mọc ở trồng ở trước cửa nhà rất là đẹp. Dạ vâng, Sở Mộc Phong Nhàn Mạo Khê Đông Triều Quảng Linh xin chào tất cả các quý vị khách hàng. Ngày hôm nay thì mình đang hoàn thiện một bộ bàn thờ và một chiếc bàn gầm hộp cho khách hàng. Đây là chiếc bàn thờ gỗ hương đỏ Nam Phi, dài 1m97, rộng 97, cao 1m17. Chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi, chân vuông 12. Và đây là chiếc bàn gầm hộp. Đấy, ở dưới có bánh xe. Chiếc bàn gầm hộp này thì như mình đã giới thiệu nhiều ở những video trước là nó rất là tiện lợi. Nó vừa có cái công năng là bày cỗ để cúng cơm trong ngày giỗ, ngày lễ, ngày rằm và ngày Tết. Thì là nó còn có một cái công năng nữa là để tất cả mọi thứ ở trong cái ngăn tủ dưới, rất là tiện dụng, gọn gàng, sạch sẽ. Chiếc bàn thờ thì là dài 1m97, chân vuông 12. Chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi, được sản xuất tại xưởng Mộc Phong Nhàn Mạo Khê Đông Triều Quảng Linh. Thì đây là một cái mẫu bàn như ý, thì cũng là một cái mẫu rất là thông dụng. Đây là trên tuyến đường đi từ Mạo Khê sang Hải Triều, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương. Đã đến hội trường và chuẩn bị đến nhà của gia chủ. Đi họp họ suốt đi. Đây là khi mình đã hoàn thiện xong trên phòng của tầng 2 của gia chủ. Mình xin giới thiệu lại, đây là chiếc bàn thờ triện như ý, dài 1m97, rộng 97, cao 1m17, chân vuông 12, chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi. Đi kèm theo là một chiếc bàn gầm hộp cúng cơm, rất là tiện dụng. Ngày hôm nay rất vui bởi vì gia chủ rất ưng ý với cái sản phẩm của mình làm cho gia chủ. Xin cảm ơn gia chủ rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.